Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 14, một phần mấy, sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 42 nào. Rồi, chúng mình sẽ cùng đến với cái hoạt động khởi động. Ở đây, chúng ta cùng quan sát. Như vậy đây là một cái cảnh tượng trong đêm hội trăng rằm, đúng không các em? Rồi, mình thấy này, có bạn robot này, có bạn Mai này, đúng không? Này, bạn Nam, bạn Việt nữa, đúng không nào? Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, có bánh này, có dưa hấu này, đúng không? Đấy, có mặn này, và rất là nhiều thứ khác. Đặc biệt ở đây có ông Trăng, và các bạn đây là gì? Đang rước đèn ông sao này các em. Vậy thì bạn robot, bạn mới nói này, mình chia cái bánh thành hai phần bằng nhau, mỗi bạn lấy một phần nhé. Tức là bánh gì? Bánh trung thu. Đấy, bánh trung thu đây. Thì các em thấy này, cái bánh trung thu này được chia làm mấy? Hai phần này, bằng nhau. Đó. Và mỗi một bạn sẽ lấy một gì? Một phần. Tuy nhiên thì bạn Mai, bạn lại thấy là gì? Ở đây có bạn Nam, bạn Việt chạy tới này. Có thêm Việt và Nam, nên chúng mình sẽ chia cái bánh thành bốn phần bằng nhau. Như vậy thì có thêm hai cái bạn này nữa, nên là gì? Từ cái bánh đã chia làm hai phần như thế này nè các em. Đấy, thì bây giờ chia thêm cho hai bạn nữa thì chúng ta sẽ chia như thế nào nhỉ? Chúng ta lại mỗi một cái phần này đã được chia, chúng ta lại chia gì? Chia làm hai, đúng không? Như vậy sẽ đủ cho mấy bạn? Bốn bạn nè. 1, 2, 3, 4. Như vậy 1/2, 1/4 chính là gì? Nội dung của một phần mấy trong cái bài học này. Và chúng ta sẽ đến với phần A, tìm hiểu 1/2 và 1/4. Các em quan sát này, chia hình tròn thành hai phần bằng nhau và tô màu một phần. Đây, hình tròn này các em. Đấy, thế là hình tròn ban đầu nó sẽ như này, đúng không? Đấy, hình tròn ví dụ đây, chúng ta sẽ chia nó thành hai phần bằng nhau. Đó, và các em tô màu cho một phần này. Được chưa? Vậy thì đã tô màu 1/2 hình tròn, tức là đã tô màu 1/2 của hình tròn, và 1/2 chúng mình viết là 1/2. Đấy, chú ý nha. Này, 1/2 này thì các em sẽ có này. 1 này. Cái dấu gạch này chúng ta đọc là phần, và đây là số 2. Đấy, như vậy thì sau này các em sẽ hiểu đây là phân số này, phân số này. Ở trên cái dấu gạch này sẽ là tử số, và dưới cái dấu gạch này sẽ là mẫu gì? Mẫu số. Tuy nhiên thì bây giờ các em cứ đọc đây là 1/2. Được chưa? 1 này, phần này, 2. Được chưa? Rồi, cũng cái hình tròn đó mình lại chia thành 4 phần bằng nhau. Tức là đây chúng ta chia là mấy phần? 2 phần. Thì phần B này các em lại chia nó thành 4 phần bằng nhau, và chúng ta tô màu một phần. Vậy thì cái phần đã tô đây này, đã tô màu 1/4 hình tròn, thì chúng ta sẽ viết 1/4 này. 1 này, phần này, 4 này. Đấy, hay là 1/4 được, đúng không? Vậy thì các em sẽ đọc là 1/4 hay là 1/4. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với thầy nhé. 1/2, 1/4. 1/2, 1/4. Được chưa? Rồi, áp dụng những nội dung trên thì chúng mình sẽ cùng vào cái phần vận dụng nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1. Người ta yêu cầu này, đúng hay là sai? Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ, và sai thì sẽ ghi chữ gì? Chữ S, đúng nào? Rồi, ở đây người ta cho mình một cái hình chữ nhật như thế này, đã tô màu 1/3 hình chữ nhật. Tức là hình chữ nhật này được chia là mấy phần? 1/2, 2/3, và đã tô màu một cái phần màu gì? Màu xanh như này. Vậy thì đã tô màu 1/3 đây là câu đúng hay sai? Đúng nhá, thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ đờ, đúng.
Được chưa? Rồi. Tiếp theo này, câu B này, đã tô màu 1/2 hình chữ nhật. Đây, các em nhìn hình chữ nhật đây. Chia là mấy phần? 1, 2, 3, 4. 4 phần, tô màu 1 phần thì đây phải là 1 phần gì? 1 phần 4 hay là 1 phần 4, đúng không? Nhưng ở đây lại gì? 1 phần 2. Câu này đúng hay sai? À, như vậy đây là câu gì? Câu sai nhá. Đúng phải là gì? Tô màu 1 phần gì? 1 phần 4, được chưa? Rồi, sang câu C nè. Câu C ở đây, đã tô màu 1/5 của hình chữ nhật. Các em đếm xem hình chữ nhật được chia là mấy phần? 1, 2, 3, 4, 5. 5 phần và được tô 1 phần. Như vậy câu này là câu câu gì? À, câu đúng, đúng nè. Đấy. Rồi, tiếp theo, đã tô màu 1/6 hình chữ nhật. Các em đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy chia làm 6 phần và đỡ tô màu 1 phần thì chúng ta thấy câu này là đúng hay sai? À, như vậy câu này cũng là câu đúng, đúng nè. Rồi, như vậy thì trong bài số 1 này mình chỉ có câu gì đây? Câu B là câu sai nhé, còn lại đúng hết. Sang bài số 2. Chọn cách đọc phù hợp với cách viết 1/ mấy ở mỗi hình. Đấy, như vậy thì trong cái phần vừa nãy thầy đã hướng dẫn chúng ta cách đọc rồi, đúng không? Đọc nè, dấu gạch thì các em sẽ đọc là phần nè, được chưa? Đấy, nhớ cái này nhá. Rồi, như vậy ở đây bạn robot, bạn ấy nói này, 1/5. 1/5. Chọn cách đọc phù hợp với cách viết mỗi phần mấy ở mỗi hình. Như vậy 1/5 này, thì đây các em xem câu A này đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5. À, như vậy thì cách đọc phù hợp này sẽ cách viết của mỗi hình, đúng chưa? Như vậy bạn robot này, bạn ấy đọc đây, cách đọc 1/5, được chưa? Chúng ta nối nó với câu A thôi nhé. Đây, 1/5, các em nối với A thì được rồi, được chưa? Giờ đến câu gì? Câu B này. Câu B ở đây, các em nhìn thấy đây là mấy? 1, 2, 3. Như vậy đây là 1/3. 1/3 bạn này đọc 1/4. Đây, 1/3 các em sẽ nối câu B với gì? Với cái cách đọc này nhá. Được chưa? 1/3. Rồi, tiếp theo này, 1/2. Cái bánh được chia mấy phần? 2 phần. 1/2. Đây, 1/2 các em sẽ nối với câu C này. Được chưa? Rồi, 1/4. 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Vậy thì đây sẽ nối với câu D này các em. Đó, xong chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Bài số 3 này, đã khoanh 1/4 số hạt rẻ của hình nào? À, như vậy các em thấy này, ở hình A này thì đây có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gì? 8 hạt rẻ được chia làm 2 phần, đúng không? 8 hạt rẻ này được chia làm 2 phần. Và mỗi một phần này có mấy? 4 hạt. Như vậy thì cái phân số ở đây này, nó sẽ là 4/8. 4/8 tức là gì? 1/2 này các em. Đấy, như vậy đây có đúng không? Không nhá. Khoanh vào 1/4 hạt rẻ nào. Rồi, ở đây có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy ở đây có gì? 8 hạt rẻ. Và mỗi một cái hạt rẻ đây nè, thì chúng ta sẽ thấy này, mỗi một cái phần này này là mấy? 2. Như vậy sẽ là 2/8. 2/8 hạt rẻ này thì mỗi một cái phần này này sẽ chiếm bao nhiêu? 1/4 này. Đó, đúng không? Đấy, như vậy thì cái hình này sẽ là hình gì? Hình gì? Hình đúng nè. 1/4. Khoanh 1/4 số hạt rẻ của hình nào? Như vậy các em sẽ khoanh vào hình gì? Hình B này nhá. Được chưa? Được chưa các em? Xong. Sang bài tiếp theo, ta đến với
hoạt động, luyện tập. Bài số 1, đúng hay là sai? Câu A này, đã tô màu 1/7 hình tròn, các em đếm xem chia là bao nhiêu phần thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 7 phần, tô màu 1 phần. Đây là câu đúng. Rồi, tiếp theo đã tô màu 1/9 hình tròn, chúng ta sẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy đây chia làm 9 phần, tô màu 1 phần thì đã tô bao nhiêu? 1/9. Câu này cũng là câu đúng. Được chưa? Rồi đến câu C. Câu C này, đã tô màu 1/4 hình tròn. Đây chúng ta sẽ đếm xem bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy đây là chia là 5 phần. Tô màu 1 phần thì đây phải là 1 phần gì? 1/5. Nhưng mà đây tên này mấy? 1/4. Nên câu này là câu sai. Được chưa? Rồi tiếp theo, đã tô màu 1/8 hình tròn. Các em đếm xem hình tròn chia mấy phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy đây là 1/8. Câu này là câu gì? Câu đúng. Được chưa? Đấy. Như vậy thì ở trong cái bài này thì chúng ta sẽ có gì? Sẽ có một câu sai. Đó là câu C nhé. Sang bài số 2. Người ta hỏi nè, đã tô màu 1/8 của hình nào? Đó, như vậy các em sẽ đếm ở đây. Xem cái hình này này, chia làm bao nhiêu phần này. Các em đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy cái hình này này, được chia làm 8 cái hình tam giác, đúng không? Và đã tô màu 1 hình. Nên câu này sẽ là câu gì? Câu đúng này, các em sẽ khoanh này. Được chưa? Rồi đến câu B nhá. Các em sẽ đếm xem đây chia làm bao nhiêu cái hình vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy đây sẽ là 1 phần gì? 1/9 nè. Không đúng, đúng nè. Rồi hình tiếp theo nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy anh này có 7 phần, tô 1 phần sẽ là 1/7. Anh này cũng không gì? Không đúng. Rồi tiếp theo anh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đây là gì? Tô màu 1/6. Như vậy thì trong 4 cái hình đây chỉ có hình gì? Hình A là đã tô màu 1/8 nhé. Dễ dàng không? Rồi, chúng mình đã xong bài số 2. Sang bài số 3. Đây là một hoạt động như sau. Đã khoanh 1/3 số cây cải bắp của hình nào? 1/3. Rồi đã khoanh 1/5 số cây xà lách. Rồi chúng ta sẽ đem làm việc với cái hình trên trước đi. Đây chính là gì? Cải bắp này. Người ta hỏi đã khoanh 1/3. Đây các em đếm nè. Ở đây bao nhiêu phần nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ở đây 6 gì? 6 cái cây cải bắp được chia làm mấy? Được chia làm 2 phần. Mỗi phần có bao nhiêu? 3 cây. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là 3/6. 3/6 sẽ là bao nhiêu? 1 phần gì? 1 phần mấy? 1/2. Đó. Như vậy đây có đúng không? Không nhá. Rồi ở đây các em sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đây là 6 này. 6 thì nó sẽ là 2/6. 2/6 ở đây thì chia làm 2 phần này, thì mỗi phần đây sẽ là 1 phần gì? 1/3. Đấy, như vậy đây chính là gì? Đáp án này kìa. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn câu đúng ở đây là câu gì? Câu B này kìa. Được chưa? Đó. Xong nha. Rồi, người ta hỏi đã khoanh 1/5 số cây xà lách. Đây, cây xà lách đây. 1/5. Các em đếm ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cây gì? Xà lách. Mỗi một phần này bao nhiêu? Mấy cây? 3 cây. Tức là chúng ta sẽ có một cái phân số là 3 phần 10, 15. 3 phần 15 tức là gì? Nó sẽ là 1 phần gì? 1 phần 5. Đúng không? Đó, nên không cần phân tích nhiều. Đáp án ta đây sẽ là đáp án gì? Đáp án C này kìa. Được chưa? Rồi còn đây là mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy ở đây sẽ là gì? 4 phần 12. 4 phần 12 thì nó sẽ là 1 phần gì các em? 1 phần 3. À, như vậy cái này không đúng nhá. Ta chỉ chọn đáp án nào đây? Đáp án C này. Xong nhá. Sang bài số 4. Người ta hỏi điền cái số nào? Như vậy đây. Mẫu này. Em quan sát cái bài mẫu đây. Chia 6 quả táo thành 2 phần bằng nhau. 1 phần 2 số quả táo là 3 quả. Đây, 6 quả thành 2 phần này. Vậy thì 1 phần 2 thì sẽ là 1, 2, 3 quả. Được chưa? Rồi bây giờ mình cũng sẽ áp dụng theo cái mẫu này. Chia 12 quả cam thành 3 phần bằng nhau. Vậy thì 1 phần 3 số quả cam là 1 phần 3 nha. Chia làm 3 phần này. Đấy. Tức là gì? Các em sẽ lấy 12 này. Các em chia cho mấy? Chia cho 3. Như vậy thì mỗi một phần sẽ được mấy quả? 4 quả. Được chưa? Vậy thì 1 phần 3 sẽ là mấy quả? 4 quả nè. Đấy, các em chia làm mấy phần? 3 phần bằng nhau này. 1 phần nè. 2 phần nè. Được chưa? 3 phần nè. Được chưa? Vậy thì mỗi một phần các em đếm này. 1, 2, 3, 4. Như vậy đây chúng ta sẽ có 1 phần 3 số quả cam sẽ là mấy quả? 4 quả. Được chưa? Đó, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành được bài số 10, 14 này. Đừng quên chia sẻ kênh và video này cho các bạn nhé.